Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái em. Wow, bốn mùa nha các bạn, xuân hạ thu đông. Và thành viên này đã lên tới 3 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. À, các bạn đều đã biết rồi đó, 3 ngôi sao thì lượng sát thương không phải dạng vừa đâu. À, và ở đây thì mình sẽ nâng sao lên cho cái em vua tốc độ. Bé này sẽ lên được 2 sao nha. Rồi, hôm nay mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem cái bé nào thì các bạn đã biết rồi đó. À, mình phải đi thu hoạch thức ăn cái đã. Lo chơi cái nick kia không bỏ bê cái nick này quá cơ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem nè. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là đi thu hoạch thức ăn và cho một cái bé nào đó lên level. À, bây giờ thì mình sẽ mang cái con bé... bé nào đây ta? Đây. Wow. Ở cái khu vực này thì chúng ta có thể mang được những cái con cực mạnh của mình vào rồi. Đây. Ok, sẽ rất là dễ chịu với những cái em gọi là trùm của mình. À đúng rồi, tại sao mình lại không mang cái con này đi vô công vậy? Robot hủy diệt của mình thì level 40 là nó sẽ rất là mạnh rồi. Rồi, action. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp sức mạnh của những em đẳng cấp Legion Daisy của HNT. Con này là mình mua này nha các bạn, 219.000. Không phải dạng vừa đâu. Wow, và lượng máu của mình đã được dồn lên tới 128k ở 3 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Quá tuyệt vời luôn đúng không nào? Tuyệt chiêu 4 mua. Wow, chuẩn không cần chỉnh luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ hốt được một em nè. Yeah, sức mạnh rất là tuyệt vời. Một mình cân 3 luôn á các bạn. Theo mình nghĩ đó là chúng ta đủ khả năng, đủ khả năng để một mình cân được cả 3 em Long Vương. 10.000 hả? Một hit của mình lên tới 24. Tính ra là lượng đam cũng không có to. Level 40, à đúng rồi, mình chưa có lên chữ mát được. Mình mà lên mát chữ A chắc là lượng sát thương của mình một hit cũng tầm khoảng 20 mấy 30 ha. Rồi, à vậy mình sẽ coi, mình sẽ đo thử lượng sát thương của robot hủy diệt, à Legion Mitzi với Legion Mitzi 2 sao với cái con này. Wow, robot hủy diệt của mình lượng máu lên tới 150.000 luôn. Oh my god, vậy thì ai mà chịu cho nổi nó chứ. Rồi, mình sẽ lấy tiền kêu mặt trang. Lượng sát thương là 1050. Ồ, nửa cây hả? Có như 30 đi, đúng không? À, 1000 thì 1000 luôn. Wow, 26, chúng ta thua 4 các bạn à. Thua 4. Mà tên bạn cái con này là nó Mitzi, nhưng mà nó mát chữ A rồi, mình chưa có mát chữ A. Mình lên chữ A là lượng máu của mình có thể dồn lên một phút nữa. Ây cha cha. Nhưng mà mình hơn cái con này một sao. Có thể nói đó là, có thể nói là mình có thể mạnh hơn à. Mình hơn một ngôi sao mà. Nhưng mà chúng ta thua một cái huy hiệu Mitzi. Các bạn biết rồi đó, những cái con mà Legion Mitzi là nó rất là mạnh rồi. Nó chỉ thua Heroic thôi, nhưng mà nó so với Legend nó là nó mạnh rồi. Tuyệt chiêu nhã nhà có 4 mua. Wow, 3 em luôn các bạn. Khi mà bạn ấy lên level 40 thì một mình cân 3 không phải là một cái điều gì đó quá khó khăn. À, tiếp tục luôn. Đội hình tem bạn bèo quá, kiếm đội hình khá hay chút. Khá hay chút mình đánh cho nó sướng. Rồi. À, và anh em ơi, anh em nào mà chưa có đăng ký kênh ANT thì nhớ nha, cho mình một đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Và vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều đó là hai khung giờ mình ra những cái tập mới nhất luôn. Bạn nào không nhận được thông báo thì cứ việc lên YouTube gọi chữ HNT là sẽ ra những cái tập mới nhất. Và gần đây thì mình làm thêm rất là nhiều tựa game mới để cho các bạn có nhiều không khí và có nhiều sự lựa chọn để xem hơn.
Và mọi người thích mình làm về tựa game nào thì có thể comment trực tiếp vào bên dưới video để mình sẽ làm thêm nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bé bốn mua. Wow, hiệu ứng khá là ấn tượng. 7 màu các bạn ạ. 24. Bà Thon Vlog, các bạn này người Việt Nam nè. Bà Thon các bạn ạ. Ok, hạ gục được rồi. Victory. Không có gọi là quá là khó khăn. Wow, làm như là lên trên một càng thì bắt đầu chúng ta gặp một cái sự khó khăn không hề nhẹ rồi. Ây cha cha, chúng ta đang phải đối phó với những cái thành viên mạnh mẽ rồi đây. Bé rồng hoang của mình không chắc là nó có thể chịu được nổi. Dòng này vô đây. Hai con này level 32. Ui, chắc có lẽ là mình phải cho cái bạn này ăn mập lên người chút xíu để có thể gánh tem. Giờ làm nhiệm vụ luôn. 34, 35, 35 một sao. Mới có chữ C cộng à. Trách nhiệm nặng nề đang được đè nặng trên vai của chú ấy. À đúng rồi, mình sẽ bật cái khiên lên nha để chúng ta tăng cái lượng sức mạnh của mình lên. Có được cái sự giúp đỡ của Mithy thì chúng ta rất là đỡ, nhưng mà ở đây chúng ta không có được sự giúp đỡ của Mithy. Ở đây là mình chỉ nhờ được vào sức mạnh của Legend, Daisy và những cái con này thì cũng không phải là những cái con mạnh nhất của mình. Wow, một hit kill nhẹ thôi, lượng máu của mình bị tuột rất là nặng luôn. Cố lên Dragon đá. Một pha lăn tròn. Oh my god, khá là căng não đây. Đây là sức mạnh của Dragon hoang của mình, đã được một sao rồi. Cánh tay khổng lồ đấm thẳng xuống giống như chặt gạch rồi. Ấy, sức mạnh của anh bạn pháp sư ha, có hai đôi cánh rất là to và bự. Rồi ở đây mình sẽ xài thử từ chiêu băng nha. 15 ngàn năm còn là cái chiêu đó, đó là 1050, bây giờ sẽ là 550 đi, cũng là 15 ngàn năm. Sao kỳ vậy nhỉ, hai chiêu lượng sát thương bằng nhau à, phải có sự chênh lệch chứ ha. À và đây là chiếc rương. Đây là chiếc rương sau khi mà mình tích lũy đủ điểm. Bao nhiêu mảnh là gành nhỉ? 12 mảnh ra con đá. Ngon rồi. Như vậy là ngon rồi các bạn. Mình sẽ nâng sao lên cho cái bé đá của mình được. Wow, bây giờ thì chiến luôn hả? Nhưng mà mình thấy đội hình này mạnh quá cơ. Chữ của bạn này cao hơn mình. Thôi, bỏ qua đi, kiếm đội hình thấp thấp xíu. Sơn. Mình chúng ta sẽ nỗ lực luyện cho cái em này đủ sức để có thể gánh tem nha. Gánh tem đó chính là một mình bạn ấy có thể cân được. Mặc dù chúng ta có bao nhiêu con rồng yếu đi chăng nữa thì bạn ấy cũng đủ sức để bảo vệ. Đó gọi là gánh được cái tem. Một pha đấm nhẹ đến từ bé rồng hoang. 5 ngôi sao vàng. Wow, đây không phải là cái chuyện đùa đâu. 5 sao đó các bạn à. Không sao. Và đây là thành viên Pokemon. Wow. 21. 17. À, lượng sát thương của chúng ta là 17. Nếu như mà chưa đam, một đam nó là 32. Đây rồi, mình đã lên được tới chữ B trừ rồi. Wow, chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cố lên nào men Wallace. Rồi, mình sẽ cố gắng mình cưa những cái lượng máu của những thành viên này để cho anh bạn ra rồng hoang của mình được thỏa sức thể hiện. 17, ô nửa cây. Đây là mình đủ đam lên 19. Còn 19 ngàn máu là chắc không đủ đâu. Nhờ bản đá phụ thêm tay nữa. Rồi bây giờ hai bạn đã chịu lượng sát thương cho mình rồi. Bây giờ mình sẽ ra mình cân. Đảm nhiệm cái nhiệm vụ là bảo vệ thế giới.
Đây thì chưa được đam luôn. Wow, và lượng máu mình dồn lên tới 54 rồi các bạn. Sau khi mà nhảy lên được chữ B từ nửa cây. Oh my god. Mình không chắc là mình sẽ đam được, cho nên mình sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của bé này. Rồi, sau khi mà được giúp đỡ xong, à, hên quá chúng ta vẫn còn sống. Nếu mà biết nó đam lên được 32 vậy là lúc nãy là mình lôi mình chơi luôn, không có cần phải thay đổi ha. Win nhẹ. Ok, và các bạn ơi nhớ nha, nhớ đăng ký kênh HNT của mình và mở thông báo hình cái chuông lên. Còn bây giờ thì video này cũng khá là dài rồi, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.